Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới tiểu thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, khiến đều an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông. Lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước, vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới trung thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo chỉ dẫn, khiến đều an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông. Lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước, vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm. Lại nữa, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Giả sử các loại hữu tình ở thế giới tam thiên đại thiên này, chẳng phải trước, chẳng phải sau, đều được thân người. Có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đó phương tiện dạy bảo, chỉ dẫn, khiến đều an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông. Lại đem thiện căn dạy bảo chỉ dẫn như thế, ban cho các hữu tình cùng có như nhau, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào ở giữa đại chúng tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, phân bố sắp đặt, phân biệt khai thị, làm cho dễ hiểu, và an trụ vững chắc tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân này, do nhân duyên ấy, công đức đạt được nhiều hơn vị trước, vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm.